Huấn luyện viên Park Hang-seo được bay hạng thương gia miễn phí trọn đời. Chiều ngày 17 tháng 1, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở về nước trên chuyến bay Vietnam Airlines. Trên chuyến bay, Vietnam Airlines đã gửi tặng ông Park và phu nhân vé thương gia miễn phí trọn đời. Đây là một món quà là sự tri ân của hãng hàng không quốc gia đối với thầy Park đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam đi đến thành công trong nhiều năm qua, mang vinh quang và chiến thắng về cho đất nước cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.